Chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình làm cái video rất là sớm nha. Thì hôm qua mình có làm ba cái video là hướng dẫn các bạn nhận 80k miễn phí nha. Và nếu như mà bạn nào mà chơi trước đây 2 ngày thì là các bạn đã rút được tiền hết rồi nha. Còn riêng có ngày hôm qua nếu như mà các bạn nạp tiền, các bạn rút không được thì các bạn sẽ liên hệ với mình nhé, để mình sẽ là hỗ trợ cho các bạn. Vì cái lý do là rút không về nhá. Và mình hôm nay mình cũng đã hôm qua mình rút nhưng hôm nay cũng không về nha. Và cái lý do ở đây là do cái ông là 710 này, cái ông số điện thoại này nhá, ông ấy gian lận này, ông ấy chat, ông nạp vào đây, ông cũng nạp vào là 5 5 USDT nhá, 5 USDT, và ông rút tổng là 135 USDT. Và khi mà hệ thống nó check ra nhá, nó check ra là ông ấy chat, nên là nó đã là chặn hết những cái người có liên quan, có nghĩa là ở trong hội nhóm đấy là nó sẽ chặn hết, không cho rút đấy. Chính vì vậy nên là không rút được nữa nha. Thì mình làm cái video này hôm qua có ba người nạp nhá, ba người nạp hôm qua thì chắc chắn là sẽ không rút được rồi, vì là mình cũng hôm qua mình rút tiền cũng không về. Thì là ba bạn đấy sẽ liên hệ với mình để mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha, vì là các bạn cũng nạp vào 115.000 đấy, tất cả cũng đều vì kiếm tiền hết. Còn những bạn mà chơi trước rồi thì các bạn đã rút về thành công rồi, và trong ba video mình cũng có nói là anh em rút được 80k hoặc là rút nhiều hơn thì sau đó là anh em không chơi nữa. Đấy cũng là một cái lý do nha, vì là rất là nhiều người vào nhận thưởng rút 80.000, hoặc là có người thì quay trúng nhiều hơn, rút cao hơn là các bạn không chơi nữa, nên vì thế là nó cũng cũng ảnh hưởng đến cái đội nhóm nha. Và một điều quan trọng nữa là tóm lại là không không chơi nữa nha, vì là bây giờ mình không rút được được tiền rồi, nó báo là mình gian lận nha, mình trùng IP mình không rút được tiền đấy, vì thế nên anh em cũng sẽ không rút được tiền đâu. Nên là hôm qua có ba người nạp nha, thì ba bạn ấy sẽ liên hệ với mình để mình sẽ là hỗ trợ cho các bạn. Còn những bạn mà hôm nay nha, các bạn không chơi nữa nha, các bạn đăng ký rồi thì các bạn xóa app đi cho mình đấy. Đấy thì dám chơi dám chịu nha anh em, mình giới thiệu cho anh em thì cũng chỉ là muốn tốt cho anh em, muốn anh em kiếm được tiền. Nhưng mà bây giờ thì là có người gian lận, nó khóa cả cả hệ thống rồi, nó khóa cả cả nhóm của mình rồi, vì thế là tất cả những người trong nhóm đều không rút được tiền, nên là mình sẽ là đứng ra mình sẽ chịu trách nhiệm cho những cái bạn mà cấp dưới của mình nạp tiền và không rút được ra nhá. Ok đây nha các bạn, và mình sáng ra thì mình đã có liên hệ với admin của cái ứng dụng này nhá. Thì đây là tại sao tôi không rút được tiền này, thì là nó có nói này, hệ thống chúng tôi kiểm tra tài khoản đội nhóm của quý khách tạo nhiều tài khoản cấp dưới trùng IP gian lận, là vì thế là không được nhận thưởng nữa nha. Và đây thì các bạn cũng có thể thấy này, mình rút tiền không thành công này, phát hiện tạo tài khoản gian lận trùng trùng tên trùng IP này. Đây các bạn có thể thấy đây nhá, đấy nó có báo ở đây này là mình đã rút tiền không thành công rồi nha. Ok nha mọi người, và cái đội nhóm của mình đi nhá, là số cấp 1 này là 195.000 nhá, và số người nạp trong đội cũng như là số tích cực hôm nay là chưa có ai nha. Vì thế nên là các bạn không chơi nữa nha, các bạn không chơi nữa, các bạn sẽ xóa app đi dùm mình nhá. Còn ba bạn hôm qua mà đã nạp tiền rồi, nạp trong 115.000 để làm sự kiện không rút được về thì liên hệ với mình nhá, thì mình sẽ là trả lại cho các bạn. Ok chưa? Thì nó cũng làm đây đây thì là thực tế là cũng không phải lỗi của mình nhá, do anh em tham. Và mình trong video mình cũng đã nói rất là kỹ rồi, các bạn có thể là mượn thẻ ngân hàng của người thân các bạn chơi, nhưng mà các bạn sẽ không được trùng IP, hoặc là các bạn sẽ chơi bằng 4G và mỗi tài khoản thì được chơi trên một máy nha. Nhưng các bạn tham, các bạn chơi trùng IP thì dẫn đến là cái thiệt hại như vậy nhá. Thì những người chơi trước rồi, 2 3 ngày trước rồi thì rút được hết tiền rồi, cái đấy thì là ok rồi. Còn riêng có hôm qua có ba người nhá, có ba người là nạp tiền nhưng chắc chắn là sẽ không rút được, vì là mình hôm qua mình rút cũng không về thì hôm nay các bạn cũng không về rồi, thì các bạn sẽ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Ok, và ở đây thì đây cũng rất là may, cũng chưa có nhiều người làm nha, rất là may là hôm qua chỉ có ba người thôi và hôm nay thì chưa có ai nhá, nên là các bạn không không chơi được con này nữa nha. Và các bạn nhớ là đăng ký kênh để có một cái ứng dụng gì đấy thì các bạn có thể là cập nhật nhanh nhất nha, cũng như cái ứng dụng này các bạn có thể là cập nhật nhanh nhất. Và các bạn nếu như các bạn làm cấp dưới của mình thì cái ứng dụng nó có rủi ro gì thì mình sẽ lấy cái tiền túi của mình ra để mình hỗ trợ cho các bạn nhá. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình nhá, thì chúc các bạn kiếm được nhiều tiền trên những cái con ứng dụng uy tín nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye.